Sau đây kính mời ban tổ chức tặng hoa và bắt tay hai đội trước khi vào thi đấu. Đây thì khán giả cho một tràng vỗ tay. Vâng, rất vinh dự hôm nay mùng 10 tháng 3 quê hương Liên Phương chúng tôi được đón hai đội từ một kỳ rất xa. Vâng. Từ tuổi đời của đội Lữ Văn Thi và đội Nam Văn Thi rất trẻ nên tôi hôm nay mong để cho đội Văn Thi và đội Liên Phương không đẩy bóng. Đề nghị chúng ta tập trung bóng cầu thủ của đội Liên Phương. Đội tuổi đời của đội Văn Thi rất trẻ, đã chơi bóng ngoài nắng ngoài sân để cho đội Văn Thi. Đây đi đội chủ nhà chúng ta rất khán giả bình tĩnh cổ vũ hôm nay sẽ bóng điểm cho đội Ân Thi. Đây đi đội chủ nhà bình tĩnh, khán giả đông quá run rao em quên hết nhiệm vụ rồi. Vâng, phát bóng Lữ Ân Thi đập tuyệt vời, đẹp lắm. Đây thì hai đội chúng ta tập trung hết nước. Đặt bóng. Sang chân, đội Lữ Văn Thi điểm cho Liên Phương. 1-3. Sang chân. Đội Lữ Văn Thi bắt bóng. Đội Văn Thi bắt bóng không tốt. Điểm cho đội Liên Phương 2-3. Liên Phương phân bóng. Đội Văn Thi phân bóng phân tốt. Điểm 3-2. Vâng, cảm ơn ban giám khảo cũng như khán giả. Em xin đẹp quả tay đạo đây. Vâng, đội chủ nhà được quá mạnh. Đội Văn Thi phân bóng. Tôi đang nói là tuổi đời của đội điểm cho đội Ân Thi 5-3. Với tuổi đời của đội Ân Thi nam và nữ rất trẻ thì tiến triển của bóng đá bóng truyền hơi của Thi rất tốt nên rất mong thời gian tới bóng cho con lễ điểm cho đội Liên Phương 4-5. Tôi đang nói tuổi đời của Ân Thi rất tốt. Hy vọng là Liên Phương chúng ta các anh chị em đánh bại không. Lâm đều đề nghị chúng ta đánh bại. Tôi hy vọng là đội Liên Phương của chúng ta là cái lớp trẻ các anh chị em các cháu là tập luyện bóng truyền hơn để chúng ta có cái thời gian để giao lưu cho các đội đến đây. Được. Điểm cho đội Liên Phương 6-5. Xét một ngày thì đội Ân Thi còn bất lợi thế là chúng ta bị quá nên là đội Liên Phương không làm được cái điều mà như đội Nam Ân Thi vừa chiến thắng thì là chúng ta hơn rồi. Bóng chưa qua ngón của đội Ân Thi. Em thì em rất là vui khỏe đấy. Bóng ra ngoài 7-6. Tuổi này so với hai đội thì chênh nhau khoảng từ 5 đến 7 tuổi nên thôi chúng ta khán giả cố gắng. Thôi quá con vừa rồi. Chúng ta bắt bóng ra ngoài, đánh bóng ra ngoài, điểm cho Ân Thi 7-5. Đưa bóng xuống trước, điểm cho Ân Thi 8-7.
thì còn bản luôn rất đi lực. Ân thì đánh bóng cho con bé điểm đem Yên Phương 8-0. Bắt bóng cho con bé điểm cho Ân thi 9-8. Còn Ân thi bắt bóng. Ân Thi ghi điểm 10-8. Điểm cho Ân Thi 11-8. Điểm cho đội Ân Thi 12-8. Các đội chủ nhà tập trung của chuyên môn. Ân Thi ra lưới điểm bóng cho Ân Thi. Điểm bóng cho áo đỏ. Điểm bóng cho áo đỏ 12-16.
minh bạch hết. Không sợ là bóng đá. Đấy. Đấy theo thì tôi không minh. Có ý tưởng của ra sân cả. Điểm bóng của đội là trắng 17-12. Điểm bóng cho Áo Tỏa 13-18. Được, cứ ăn ra chứ. Lần này đây. Điểm bóng cho Áo Tỏa 19-13. Điểm bóng đá 18-20.